Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái máy Asus nha các bạn, X540UB, review là 2.0 nha các bạn. Đây, main của nó đây, X540UB review 2.0. Thì hiện trạng này mình đã test sơ qua nha các bạn, thì mình phát hiện được đó là cái chân kích nguồn nha các bạn, cái chân power switch là chân 26 của cái cây bo nha các bạn. Chân 26 của cái cây bo nó bị lỗi nha các bạn, nó bị sọt mát. Nó bị sọt mát tại chân 26 của cây bo J3101 nha các bạn. Đây là cái cây bo J3101 tại cái chân 26 này. Và mình đã đo sơ bộ rồi, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem là tại vị trí chân 26 nha các bạn. Tại vị trí chân 26 nó đang bị sọt mát. Chân 26 của J3101 nha các bạn, power switch. Đó, cái chân này là chân kích nguồn nha các bạn. Ở cái dòng Asus X540UB này thì nó kích nguồn, cái phím kích nguồn nó được tích hợp trên cái bàn phím nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đưa đồng hồ vào và mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi, các bạn sẽ quan sát tại vị trí, mình sẽ đo tại vị trí chân 26 nha các bạn. Đây, tại vị trí chân 26 các bạn xem đồng hồ nha. Đây, nó đang bị sọt mát nha các bạn. Chân 26 đang bị sọt mát luôn. Đó, chân 26 đang bị sọt mát. Và mình đã quan sát và mình thấy là cái chân 26 nó đi qua một cái tụ nha các bạn. Đó là cái tụ C3012 nha các bạn. Tụ C3012 đây, tại vị trí này. Đó, tại vị trí này nó đang bị sọt mát tại vị trí là C. Đó, tại vị trí là C3012 nha các bạn. Đây. Đó, các bạn quan sát là tại vị trí C3012 là đang bị sọt mát. Đó. Tại vì chân 25 là một cái chân mát nha các bạn. Chân 25 này là chân mát nè. Đó, chân 26. Hai chân này giống như nó bị sọt luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem, đây là cái tụ C3012. Đó, vị trí này nha các bạn. Đó, vị trí này C3012. Bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này và mình sẽ đo lại cho các bạn xem là nguyên nhân nó dẫn đến là cái nút kích nguồn mình kích không được cái nha các bạn. Đó, cái men này là hiện trạng là kích nguồn không được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cách ly cái tụ C3012 nối vào chân 26 của cây bo J3101 nha các bạn. J3101. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem là tại vị trí chân 26 nó còn sọt hay không nha các bạn. Đây, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Như vậy nguyên nhân là do cái tụ C
3012 này các bạn, mình cũng gặp một vài máy nha các bạn. Đó, C3012 này nó hay bị rỉ nha các bạn. Đó, nó rỉ. Đó, mời các bạn hết sọt rồi nha các bạn. Đây, mình sẽ để lại gần lại cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nhìn cái đồng hồ nha. Đây. Đó, tổng trở đã cao rồi nha các bạn. Đó, tổng trở đã lên cao. Đây là chân mát đây. Đó, tổng trở đã lên cao. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Đó, xem máy có ăn dòng không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Máy này thường cắm vào là khi mà chưa có pin thì nó sẽ tự kích nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng. Đó, máy tự kích nha các bạn. Đó, máy tự kích là sáng đèn nha các bạn. Đó, máy tự kích sáng đèn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình cho các bạn xem máy có sức hình không nha các bạn. Đây là cũng là một cái ban mà phổ biến hay gặp ở dòng máy Asus nha các bạn, là nó hay bị chạm cái phần kích nguồn nha các bạn. Power switch. À, nó bị sọt power switch nha các bạn. Mình cũng gặp một vài máy rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy nó tự kích và có sức hình được không nha các bạn. Rồi máy đã xuất hình nha các bạn. Đó, như vậy là máy đã xuất hình. À, do nó không có pin CMOS nó lên hơi lâu nha các bạn. À, như vậy là nguyên nhân là nó bị hư cái phần power switch nha các bạn. Đó là tại con C3012. Sau khi mình đã loại bỏ con C3012 thì máy đã kích nguồn được nha các bạn. À, và máy đã xuất hình. Rồi như vậy là cái ban không kích nguồn được trên cái men X540UB review 2.0 đó. Là mình đã xử lý xong nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.